Hàng loạt chuyên gia quân sự cảnh báo Tổng thống Putin không có giới hạn về phạm vi lãnh thổ mà Nga sẽ kiểm soát ở Ukraine. Thậm chí, ông chủ Điện Kremlin có thể sẽ đặt ra các mục tiêu lãnh thổ mới. Chưa dừng lại ở đó, Moscow vừa phát hiện bí kíp giao tiếp độc đáo của lính đánh thuê tại chiến trường Ukraine. Hàng không mẫu hạm cùng loạt tàu chiến Nga lại xuất hiện đáng ngờ khắp Biển Đen và Biển Azov. Bối cảnh khôn lường, Phần Lan đạt thời khắc lịch sử với Mỹ, trong khi Nga cầu cứu Trung Quốc trên đoạn đường nhắm đến Bắc Cực. Tuy nhiên, rộ tin Nhật Bản tính kế nhóm họp Ngoại trưởng Bộ Tứ Kim Cương để xua tan bão tố ở Biển Đông. Cụ thể ra sao, tất cả sẽ có trong chương trình tin quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh an ninh khu vực liên tục bấp bênh, phòng thủ đang là vấn đề được các nước châu Âu ưu tiên và tăng cường đáng kể. Quốc hội Phần Lan ngày 1 tháng 7 đã nhất trí thông qua một hiệp ước quốc phòng cho phép quân đội Hoa Kỳ hiện diện và lưu trữ vũ khí tại quốc gia Bắc Âu này. Theo đài truyền hình quốc gia YLE, thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Phần Lan ký kết vào tháng 12 năm ngoái cho phép Washington sử dụng 15 căn cứ quân sự của Phần Lan, đồng thời mở đường cho Hoa Kỳ đưa thiết bị quốc phòng, vật tư, nguyên liệu và binh lính đến Phần Lan, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Bắc Âu. Bên cạnh đó, thỏa thuận này còn tạo ra khuôn khổ cho các hoạt động của Hoa Kỳ và hiện diện quân sự lâu dài tại Phần Lan. Theo thỏa thuận, sẽ có một số khu vực quân sự đặc biệt được thành lập, trong đó chỉ có nhân viên Hoa Kỳ mới được phép tiếp cận. Ngoài ra, việc tập hợp giữa hai nước trong các tình huống khẩn cấp cũng sẽ được đẩy mạnh thông qua văn kiện này. Tại phiên họp toàn thể cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Phần Lan Kimmo Kiuunen hoan nghênh việc thông qua thỏa thuận là thời khắc lịch sử. Ông Kiuunen nhấn mạnh nhiệm vụ của thỏa thuận này cũng giống như nhiệm vụ của thành viên NATO là tăng cường an ninh của đất nước và người dân Phần Lan. Trước đó, Mỹ đã ký kết hiệp định tương tự với 11 quốc gia NATO khác, trong đó có những nước láng giềng của Phần Lan ở Bắc Âu, bao gồm Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Tuy nhiên, việc thông qua hiệp ước này tại Thụy Điển đã diễn ra sau một cuộc tranh luận gay gắt. Trong đó, các lãnh đạo nước này bày tỏ lo ngại và cảnh báo rằng hiệp ước này có thể dẫn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân và các căn cứ quân sự thường trực của Hoa Kỳ tại Thụy Điển. Tuy nhiên, tại Phần Lan, các nhà lập pháp nước này đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng hiệp ước vừa ký kết tuân thủ luật pháp quốc gia đối với vũ khí hạt nhân, trong đó bao gồm cấm nhập khẩu và vận chuyển loại vũ khí này trên lãnh thổ Phần Lan. Helsinki tuyên bố rằng hiệp ước này được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, tuân thủ luật pháp và các nghĩa vụ quốc tế của Phần Lan sau khi đã đệ trình báo cáo về thỏa thuận vào tuần trước. Phần Lan đã bắt đầu đàm phán thỏa thuận với Washington sau khi nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến với Ukraine vài tháng trước đó. Trong khi đó, cục diện xung đột tại Đông Âu vẫn xoay chuyển khó lường. Mới đây, các nhà phân tích quốc phòng cảnh báo rằng Tổng thống Nga Putin không đặt ra giới hạn về phạm vi lãnh thổ mà ông muốn kiểm soát trong cuộc chiến với Ukraine. Newsweek trích dẫn một báo cáo mới từ một nhóm nghiên cứu hàng đầu của Mỹ cho biết ông Putin và quan chức Nga tại Điện Kremlin đã cố tình không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho mục tiêu kiểm soát Ukraine và liên tục nhấn mạnh các vùng lãnh thổ bên ngoài các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk là một phần của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng Moscow hiểu rõ cần duy trì chiến lược quân sự trên nhiều mặt trận để ngăn chặn Ukraine phản công thành công. Chia sẻ với Newsweek, nhà nghiên cứu về Nga của ISW Nikol Gwankov chỉ ra, Nga đang từng bước tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine để duy trì hiện trạng xung đột, ngăn chặn Ukraine tiến hành các hoạt động phản công, đồng thời kéo dài hỗ trợ an ninh của phương Tây dành cho Kiev. Ông Putin cũng có thể tận dụng khả năng duy trì thế chủ động của quân Nga trên chiến trường trong thời gian đó để mở rộng thêm lãnh thổ. Một cuộc chiến kéo dài cũng sẽ cung cấp cho Nga thời gian để tiếp tục mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng và tạo nguồn nhân lực. Đáng chú ý, theo ISW, một cuộc chiến kéo dài sẽ khuyến khích Tổng thống Putin đặt ra các mục tiêu lãnh thổ mới, miễn là lực lượng Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến quân đội Nga trên chiến trường, cũng như không thể tiến hành các cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. ISW cho biết, các quan chức Nga thường xuyên phủ nhận sự tồn tại của nhà nước và nền văn hóa Ukraine và thể hiện sự quan tâm đến các vùng lãnh thổ nằm ngoài 4 tỉnh từng sát nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, ISW cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng để giúp xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Theo chuyên gia, trong bối cảnh cuộc chiến vẫn tiếp diễn, Nếu vũ khí được chuyển giao kịp thời và liên tục, có thể giúp Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công chống lại Moscow. Trước đó, tờ Washington Post đăng tải thông tin cho thấy Nga đã vô tình thả bom lượn xuống lãnh thổ của mình ít nhất 38 lần. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã thả hàng trăm quả bom lượn xuống lãnh thổ Ukraine trong tuần qua. Bom lượn của Nga là loại vũ khí có từ thời Liên Xô và đã được cải tiến về cánh và hệ thống dẫn đường, giúp loại bom có tải trọng 1,5 tấn này bay xa hơn và dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Belarus hôm 30 tháng 6 tuyên bố Ukraine đang di chuyển quân đội và vũ khí đến biên giới tiếp giáp với quốc gia này. Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng biên phòng Andrei Demchenko nói với đài truyền hình Ukraine, đây không phải là lần đầu tiên Belarus cáo buộc Kiev đang đe dọa và tự củng cố sức mạnh. Đây là một phần khác trong hoạt động tuyên truyền thông tin do Belarus tiến hành với sự hỗ trợ của Nga. Tiếp tục cập nhật tình hình tiền tuyến, Kiev Post đưa tin phong trào du kích Ukraine mang tên Aistek cho biết họ đã ghi lại được hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn Tor-M2 được đặt tại một bãi biển địa phương nổi tiếng ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Cụ thể, viết trên Telegram kèm theo hình ảnh về tổ hợp phòng không vừa được phát hiện, nhóm Aistek cho biết quân đội Moscow đã chọn một địa điểm lý tưởng khác để đặt hệ thống tên lửa phòng không của họ. Quân Nga đã đặt Tor-M2 ngay phía trên bãi biển, một lần nữa gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Nhóm Aistek cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiến hành chiến dịch phá hủy một cách có hệ thống các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không của quân đội Nga, giải phóng một hành lang dẫn đến cầu Crimea. Rất có thể đây là một trong những bức ảnh cuối cùng của khu phức hợp này, báo cáo nêu rõ. Tor-M2 có giá khoảng 25 triệu đô la, là tên lửa do công ty quốc phòng Nga Almas-Alstey thiết kế, là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M1. Lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm hàng không Moscow năm 2007, Tor-M2 có phạm vi phủ sóng radar được mở rộng và có thể dẫn đường cho tối đa 4 tên lửa cùng lúc. Đây còn là vũ khí cung cấp tùy chọn khung gầm có bánh xe, hệ thống máy tính kỹ thuật số mới và hệ thống theo dõi bất chấp mọi hình thái thời tiết. Tor-M2 nhắm mục tiêu vào máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa dẫn đường và các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao khác bay ở độ cao thấp. Vào tháng 6 năm 2020, có thông báo rằng Tor-M2 đã được cải tiến để bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trước đó, các blogger quân sự Nga đã chỉ trích Bộ Quốc phòng nước này và các quan chức địa phương ở Crimea vì đặt các mục tiêu quân sự gần khu vực dân sự trên bán đảo để ngăn chặn các cuộc không kích của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 6 thông báo Ukraine đã phóng 5 tên lửa ATACMS vào Sevastopol, đánh chặn 4 tên lửa và khiến một tên lửa phát nổ do bị một tên lửa đánh chặn phòng không của Nga đánh trúng. Bộ này đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về thương vong của dân thường vì ATACMS là hệ thống do Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev. Còn tại Biển Đen, vào sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7, Hải quân Ukraine thông báo đã phát hiện 7 tàu chiến Nga hiện diện trong khu vực này, mà trong đó có một tàu sân bay có thể được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Tuy nhiên, lực lượng Kiev không phát hiện dấu hiệu cho thấy tàu Nga mang vũ khí hạng nặng nói trên. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, 2 tàu khác của Moscow cũng đã xuất hiện ở biển Azov. Hải quân Ukraine còn cảnh báo rằng 2 tàu sân bay mang tên lửa đã được phát hiện tại biển Địa Trung Hải. Cả 2 tàu đều có khả năng mang theo 24 tên lửa hành trình. Ở diễn biến khác, lực lượng Kiev thông báo trong ngày 1 tháng 7, tổng cộng 161 cuộc giao tranh đã xảy ra trên khắp các mặt trận. Quân đội Nga chủ yếu tấn công theo hướng Pokrovsk. Trước đó, RBC Ukraine đưa tin Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có kế hoạch bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm về viện trợ dài hạn cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh tuyên bố Washington hiện chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy nhóm công binh Triều Tiên được triển khai tới Nga để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thông tin này, nữ phát ngôn viên nói khi trả lời câu hỏi rằng liệu Lầu Năm Góc có thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến việc Triều Tiên đã gửi quân tới Nga để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine hay không. Tuy nhiên, bà Sabrina Singh cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ nhận thức được lập trường của Triều Tiên về việc ủng hộ hành động quân sự của Nga, cũng như việc Bình Nhưỡng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự khác nhau cho Moscow. Trong khi đó, đề cập đến quan điểm của Hoa Kỳ về việc đánh giá chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng thành công của Kiev sẽ là việc ghi nhận một quốc gia mạnh mẽ, thành công, hòa nhập với phương Tây và có khả năng tự vệ vững chắc về mặt quân sự, kinh tế và dân chủ. Giữa lúc đó, chính phủ Hà Lan ngày 1 tháng 7 tuyên bố nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong tổng số 24 chiếc như đã cam kết. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren trong một lá thư gửi Quốc hội cho biết Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác Phát triển đã tiến hành kiểm tra và cấp giấy phép xuất khẩu máy bay vào ngày 19 tháng 6. Quan chức này từ chối tiết lộ số lượng máy bay F-16 được giao trong đợt đầu tiên và thời gian chuyển đến Ukraine vì lý do an ninh. Hà Lan là một trong số các quốc gia đầu tiên tham gia vào liên minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, chính phủ nước này đã cung cấp máy bay F-16 cho một cơ sở huấn luyện ở Romania, nơi các phi công và nhân viên mặt đất Ukraine được huấn luyện và bảo dưỡng máy bay chiến đấu. Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Kaisa Ollongren nói rằng Hà Lan có thể chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine sớm nhất là vào mùa hè năm nay. Việc này diễn ra sau khi Đan Mạch tuyên bố chuyển giao máy bay đầu tiên của nước này cho Ukraine. Theo bà, Ukraine có thể sử dụng máy bay F-16 để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga với điều kiện phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Khi đang phải phòng thủ thì Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng trên chiến trường. Cũng vì lý do này, những nỗ lực tuyển dụng của Kiev lần đầu tiên chuyển sang số lượng tù nhân trong nước. Mặc dù Ukraine không công bố bất kỳ chi tiết nào về số lượng triển khai quân hoặc thương vong, nhưng các chỉ huy tiền tuyến công khai thừa nhận đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về nhân lực khi Nga tiếp tục triển khai lực lượng ở miền đông Ukraine và giành được nhiều thắng lợi ở phía Tây. Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Vysotska nói với hãng tin AP rằng hơn 3.000 tù nhân đã được trả tự do và được phân công vào các đơn vị quân đội sau khi việc tuyển dụng được Quốc hội thông qua. Theo tính của Bộ Tư pháp, khoảng 27.000 tù nhân có đủ điều kiện tham gia chương trình mới. Thứ trưởng Vysotska cho biết, sau nhiều tranh cãi, dự luật đã được thông qua. Phần lớn các phạm nhân đều có động lực muốn trở về nhà như một anh hùng, chứ không phải là tù nhân trở về từ trại giam. Ernest Vovat, 27 tuổi, muốn nhận lời đề nghị này. Anh ta đang thụ án 2 năm vì tội cướp tài sản tại trại giam ở vùng Dnipro. Anh đang làm việc trong bếp, múc từng khối thức ăn và những chiếc bát thiếc. Thật ngu ngốc khi ngồi đây không làm gì cả, Vovat nói và cho biết thêm, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, anh đã muốn làm điều gì đó cho Ukraine. Giờ đây, khi nhận được đề nghị, anh lập tức tham gia. Theo trang tin Independent, những người lính Ukraine đang tại ngũ thường chỉ được xác định bằng tên hiệu vì lý do an ninh. Nhiều tù nhân tại trại giam Dnipro cũng yêu cầu chỉ xác định bằng tên hiệu để tránh khó khăn nếu nhập ngũ. Nếu tham gia chương trình huy động quân, tù nhân có thể được trả tự do, có điều kiện sau khi phỏng vấn, khám sức khỏe và xem xét bản án. Những người bị kết án vì tấn công tình dục, giết 2 người trở lên hoặc tội ác chống lại an ninh quốc gia sẽ không đủ điều kiện tham gia quân đội. Các quan chức Ukraine muốn có điểm khác biệt giữa chương trình lần này và việc tuyển dụng những người bị kết án ở Nga để phục vụ cho nhóm lính đánh thuê Wagner. Trước đây thì những người được tuyển dụng cho Wagner thường được đưa đến những trận chiến nguy hiểm nhất. Ngược lại, chương trình của Ukraine nhằm mục đích đưa các tù nhân và các đơn vị tiền tuyến chính quy. Sau khi sàng lọc, các tù nhân được ân xá sẽ được đưa đi đào tạo cơ bản tại các trại, nơi họ học cách sử dụng vũ khí và các nguyên tắc chiến đấu cơ bản khác. Quá trình đào tạo sẽ được hoàn thành sau khi họ gia nhập các đơn vị riêng lẻ. Thứ trưởng Vysotska cho biết, sự quan tâm đến chương trình quân nhân tạm tha đã vượt quá mong đợi ban đầu và có thể cung cấp tới 5.000 tân binh. Tờ Sputnik dẫn lời một binh sĩ Nga hôm nay, ngày 2 tháng 7 cho biết quân đội Moscow vừa phát hiện ra một bí kíp giao tiếp độc đáo của binh lính đánh thuê Tây Ban Nha tại chiến trường Ukraine. Cụ thể thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo đó, lính Nga đã thu giữ được một cuốn sổ tay ghi chép vội vã những từ tiếng Ukraine cơ bản, cùng bản dịch và phiên âm từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Ukraine. Cuốn sổ tay được tìm thấy tại một khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine thuộc hướng Krasny Liman, cùng với nhiều vật liệu gây nổ do NATO sản xuất và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine. Nội dung ghi chép trong sổ tay cho thấy lính đánh thuê Tây Ban Nha đang gặp rào cản ngôn ngữ lớn khi giao tiếp với binh sĩ Ukraine. Theo chia sẻ của một binh sĩ Nga, việc lính đánh thuê nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp khiến họ bó tay trước việc phối hợp tác chiến cùng quân đội Ukraine. Thưa quý vị, vào tháng 2 năm 2022, các chủ sở hữu trái phiếu, bao gồm Quỹ đầu tư tài chính BlackRock và PIMCO của Mỹ, đã đồng ý cho Ukraine đình chỉ thanh toán nợ. Tuy nhiên, thỏa thuận đó sẽ hết hạn vào tháng 8 tới và các chủ nợ của Kiev đang nóng lòng muốn nước này bắt đầu trả lãi cho các khoản nợ. Theo Economist, thỏa thuận này trị giá 15% GDP hàng năm của Ukraine, Có nghĩa là nếu phải thanh toán thì đây sẽ là khoản chi tiêu lớn thứ hai của Kiev sau quốc phòng. Ukraine có một tháng để tránh vỡ nợ, Economist cho biết và nói thêm rằng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF rất muốn đàm phán về một kế hoạch giảm nợ cho Ukraine, song khó có thể đạt được thỏa thuận như vậy trong thời gian ngắn. Cuộc xung đột với Nga đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế Ukraine. Kinh tế nước này đã suy giảm 1/4 kể từ khi chiến sự nổ ra. Economist lưu ý, tỷ lệ nợ trên GDP của Kiev sẽ đạt mức 94% vào cuối năm nay, bất chấp sự ủng hộ đáng kể của phương Tây. Phương Tây đã viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, song phần lớn là viện trợ vũ khí, quân sự thay vì tiền mặt. Tháng trước, chính phủ Ukraine đã không đạt được thỏa thuận với một nhóm nhà đầu tư nước ngoài về việc tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu 20 tỷ đô la Mỹ. Kiev đã kêu gọi các chủ sở hữu trái phiếu chấp nhận giảm nợ mạnh trong khi cố gắng đáp ứng yêu cầu của IMF trong việc tái cơ cấu và duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Ukraine tìm cách giảm 60% số nợ, trong khi các chủ nợ cho rằng 22% là hợp lý hơn. Nếu không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ mới, Ukraine sẽ vỡ nợ. Điều này sẽ làm tổn hại đến xếp hạng tín dụng của quốc gia và làm phức tạp khả năng vay vốn trong tương lai. Theo Economist, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là gia hạn thời gian đóng băng thanh toán nợ đến năm 2027 hoặc tuyên bố vỡ nợ. Dù bằng cách nào, Ukraine sẽ không thể tiếp tục thanh toán cho các chủ nợ của mình. Thưa quý vị, ở diễn biến khác, Nga đang tìm cách hợp tác với Trung Quốc để phát triển tuyến đường biển Bắc Cực, có thể giúp giảm gần một nửa thời gian di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, Moscow lo ngại về các rủi ro địa chính trị và các hoạt động gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực, có thể hạn chế phạm vi hợp tác của hai bên. Sau China Morning Post đưa tin, Nga kỳ vọng rằng tuyến đường biển phía Bắc NSR sẽ trở thành tuyến vận chuyển quanh năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tan băng, giúp các tàu có thể đi qua các vùng biển mà trước đây chỉ có thể đi lại vào mùa hè. Hiện nay, một số tàu thuyền đã sử dụng tuyến đường này, tuy nhiên NSR chỉ có thể dùng để vận chuyển trong khoảng 20 đến 30 ngày mỗi năm. Trên đoạn đường dài 5.600 km từ biển Kara, ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Siberia đến eo biển Bering, biên giới giữa Nga và Alaska. Khi băng ở Bắc Cực tan chảy nhiều hơn, tuyến đường này có thể được mở rộng để dễ dàng tiếp cận biển Bắc hơn là tiếp cận biển Baltic. Theo truyền thông Nga, hành trình từ Thượng Hải đến Saint Petersburg theo tuyến đường này sẽ mất khoảng 20 ngày bằng tàu chở hàng so với khoảng 36 ngày qua Biển Đỏ và kênh đào Suez. Theo Rosatom, cơ quan giám sát tuyến đường biển này của Nga, lượng hàng hóa được vận chuyển dọc tuyến đường này có thể đạt 270 triệu tấn vào năm 2035, tăng gần gấp 10 lần so với năm 2022. Theo South China Morning Post, tác động từ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga do cuộc chiến ở Ukraine năm 2022 đã thúc đẩy Moscow phát triển và mở rộng tuyến đường này. Mặc dù Trung Quốc phụ thuộc vào đường biển để vận chuyển hơn 60% khối lượng thương mại của mình, tuyến đường này có thể giúp Bắc Kinh giảm rủi ro khi sử dụng các tuyến đường hiện có. Tuy nhiên, theo Quang Duy, một chuyên gia an ninh và địa chính trị ở Bắc Cực tại Đại học Tampere ở Phần Lan cho biết, Nga có mục tiêu mạnh mẽ hơn nhiều so với Trung Quốc trong việc phát triển tuyến đường này. Ông Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường này đối với Nga và Trung Quốc rất khác nhau. Theo đó, đối với Nga, khu vực Bắc Cực là ưu tiên chiến lược và kinh tế hàng đầu và NSA đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các nguồn tài nguyên Bắc Cực dồi dào của nước này đến với thị trường toàn cầu. Ngược lại, Bắc Cực cũng quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng đây chỉ là một trong nhiều khu vực chiến lược mới nổi và NSA chỉ là một giải pháp thay thế có giá trị cho các tuyến vận chuyển truyền thống của Bắc Kinh. Đối mặt với sự cô lập về kinh tế do cuộc chiến ở Ukraine, Nga hiện đang kỳ vọng vào sự giúp đỡ từ Trung Quốc để phát triển tuyến đường biển NSA. Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố kế hoạch này đã có những dấu hiệu đầy hứa hẹn. Vào tháng 5, hai bên đã nhất trí thành lập một ủy ban để thúc đẩy sự phát triển của tuyến vận tải biển Bắc Cực thành một hành lang vận tải quốc tế quan trọng và tăng cường lưu lượng vận tải biển và cơ sở hạ tầng. Triệu Long, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải cho biết, trước cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc ở Biển Đỏ, Trung Quốc cũng có thể hỗ trợ Nga khám phá khả năng về kinh tế, kỹ thuật và môi trường của tuyến đường NSR như một hành lang bổ sung cho vận tải quốc tế. Trong những tháng gần đây, hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ trên đường đến kênh đào Suez đã bị phiến quân Houthi ở Yemen tấn công liên tục, một động thái mà họ cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống lại Israel tại Gaza. Tầm quan trọng của tuyến đường này và nguy cơ tiềm ẩn trở thành điểm nghẽn đã được chú ý cách đây 3 năm khi tàu container khổng lồ bị mắc cạn ở kênh đào Suez. chặn đứng hoạt động thương mại trị giá ước tính 9,6 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, các tuyến đường biển chính khác cũng đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do các tranh chấp địa chính trị trong khu vực. Thưa quý vị, Biển Đông, nơi ước tính có tới 60% hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu, đã chứng kiến sự gia tăng căng thẳng sau một loạt các cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và các bên có tuyên bố chủ quyền, đáng chú ý nhất là Philippines. Trong một diễn biến mới nhất, sau khi Trung Quốc cho biết lực lượng hải cảnh nước này đã giúp giải cứu hai ngư dân Philippines gần bãi cạn Scarborough, Manila đã bác bỏ thông tin này. Sự cố hôm 29 tháng 6 là sự cố mới nhất liên quan đến Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, sau một loạt các sự việc bao gồm va chạm, việc phía Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng vòi rồng và lên tàu Philippines cách đây 2 tuần, cũng như các phát ngôn của hai bên. Theo đó, trong các đoạn video clip từ hiện trường do cả hai bên công bố hôm 30 tháng 6, có hình ảnh tàu đánh cá Philippines chìm một nửa, trong khi đó tàu tuần tra 3105 của Hải cảnh Trung Quốc CCG và tàu MRRV 4407 của Cảnh sát biển Philippines BCG ở gần. Theo South China Morning Post, vụ tai nạn xảy ra do nổ động cơ trên tàu đánh cá, khiến hai ngư dân bị thương nghiêm trọng và gần như đánh chìm tàu. Một tàu CCG đã nhanh chóng đến vị trí tàu cá Philippines gặp nạn để thực hiện hoạt động cứu hộ bằng cách thả những chiếc thuyền nhỏ. Giọng nói trong đoạn video clip dài gần 2 phút của lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết. Đoạn video cho thấy hai chiếc thuyền bơm hơi thân cứng được triển khai từ tàu tuần tra CCG 3105. Những chiếc thuyền này tiếp cận thuyền đang chìm và các sĩ quan mặc đồng phục trên tàu được nhìn thấy đang ném phao cứu sinh và áo phao cho một người dưới nước. Sự cố xảy ra 2 tuần sau khi Bắc Kinh ban hành hướng dẫn hành chính mới cho lực lượng hải cảnh liên quan đến việc xử lý những người xâm phạm trong phạm vi mà họ tuyên bố là lãnh thổ Trung Quốc. Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6 đặt ra các thủ tục tiêu chuẩn liên quan đến công dân nước ngoài, bao gồm yêu cầu phải ghi lại toàn bộ quá trình. Nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bác bỏ lời kể của Trung Quốc về sự kiện này. Trong bài đăng trên tài khoản X, người phát ngôn Philippines Jay Tariela cho biết, hai chiếc thuyền bơm hơi CCG có mặt trong khu vực không phải để hỗ trợ BCG mà là để cản trở và gây trở ngại cho nỗ lực cứu hộ hai ngư dân Philippines bị thương, những người đang bị bỏng cấp độ 2. Bất chấp sự can thiệp của hải cảnh Trung Quốc, BCG phối hợp chặt chẽ với ngư dân Philippines đã xoay sở để vượt qua các tàu Trung Quốc và chuyển thành công những ngư dân bị thương đi cấp cứu ngay lập tức. Các video do người phát ngôn Philippines đăng tải cho thấy cảnh sát biển nước này kéo tàu đánh cá đi, trong khi tàu tuần tra CCG và các tàu nhỏ canh gác. Tờ Times of India của Ấn Độ hôm nay, ngày 2 tháng 7 đưa tin, Nhật Bản có thể đăng cai hội nghị ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ Quad, bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ vào cuối tháng này. Cụ thể, các nước Bộ Tứ đang thu xếp thời điểm tổ chức cuộc họp vào nửa cuối tháng này. Trong đó, các ngoại trưởng dự kiến sẽ tái khẳng định mạnh mẽ cam kết của họ đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Họ cũng sẽ xem xét hợp tác trong các sáng kiến của Bộ Tứ cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiroshima năm ngoái, bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng. Các bộ trưởng cũng có thể sẽ nhắc lại sự phản đối với bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực hoặc ép buộc. Trong cuộc họp ngoại trưởng gần đây nhất, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2023, nhóm Bộ Tứ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, việc sử dụng nguy hiểm lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu dân quân biển, cũng như những nỗ lực nhằm cản trở hoạt động khai thác ngoài khơi của các nước khác. Ngoài ra, chương trình nghị sự cũng được mong đợi sẽ xoay quanh tình hình ở Myanmar, bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề Ukraine. The group will also conduct at least one scenario-based exercise to improve preparedness and coordination. Kể từ ngày 1 tháng 7, Nga bắt đầu tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng. Lần cuối Nga đảm nhiệm vị trí này là vào tháng 4 năm ngoái. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dưới sự lãnh đạo của Nga cũng đã được tổ chức vào sáng thứ Hai theo giờ làm việc của New York, Mỹ, nhằm thông qua chương trình của Hội đồng trong tháng tới. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cũng đã sau đó tổ chức họp báo và tiến hành họp kín với các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Dự kiến 3 sự kiện trọng tâm trong nhiệm kỳ chủ tịch của Nga sẽ diễn ra vào giữa tháng, cụ thể là vào ngày 16, 17 và 19 tháng 7, với chủ đề lần lượt là xây dựng một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn, giải quyết vấn đề Trung Đông và thúc đẩy hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Trong đó, hai cuộc họp vào ngày 16 và 17 dự kiến sẽ do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hiện nằm trong danh sách hàng trăm công dân xứ Bạch Dương bị cấm nhập cảnh vào Mỹ kể từ khi quan hệ hai nước leo thang căng thẳng liên quan đến xung đột ở Ukraine. Hiện chưa rõ Washington có cấp thị thực cho ông Lavrov và phái đoàn Nga hay không. Hội đồng Bảo an là cơ cấu thường trực của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính cho việc duy trì và an ninh quốc tế. Hàng tháng, chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an được luân phiên giữa 15 quốc gia thành viên, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. Tình hình Trung Đông vẫn đang diễn biến phức tạp. Israel đang lên kế hoạch thí điểm tạo ra vùng an toàn nhân đạo cho dân thường Gaza và không có sự kiểm soát của Hamas. Kế hoạch dự kiến sẽ bắt đầu tại hai thành phố phía Bắc Gaza, dù một số quan chức vẫn hoài nghi về khả năng thành công của chiến lược này. Theo tờ Financial Times, Israel sẽ tạo ra các vùng bong bóng nhân đạo, không có sự can thiệp của Hamas, nơi dân thường Palestine sẽ dần đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm phân phối viện trợ. Time of Israel cho biết, kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ được thực hiện tại Bay Hanun và Bay Lahia, kết hợp với chiến lược hậu chiến nhằm chuyển giao một số quyền kiểm soát Gaza cho chính quyền Palestine và các quốc gia Ả Rập ôn hòa. Theo đó, trong giai đoạn đầu, lực lượng Israel sẽ đảm nhận nhiệm vụ an ninh, trong khi đó người Palestine sẽ dần tiếp quản lý dân sự tại các khu vực thí điểm. Nếu thành công, Israel sẽ mở rộng mô hình xuống phía Nam, tạo nền tảng cho cơ cấu thay thế hoàn toàn phiến quân Hamas trong việc quản lý Gaza, đồng thời viện trợ sẽ được chuyển vào từ cửa khẩu Erez ở phía Tây. Văn phòng Thủ tướng và lực lượng phòng vệ Israel từ chối bình luận về thông tin này. Một số người am hiểu kế hoạch cho rằng Israel từng thử phương pháp tương tự ở nhiều khu vực khác nhau tại Gaza nhưng không thành công. Đầu năm nay, các quan chức Israel đã đề xuất sử dụng các gia tộc địa phương như giải pháp tạm thời để phân phối viện trợ sau vụ việc liên quan đến các đoàn xe viện trợ bị tấn công. Tuy nhiên, chưa rõ kế hoạch này đã được triển khai đến đâu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và giới chức Israel cho biết họ đã vạch ra loạt kế hoạch nhằm chuyển quyền kiểm soát một số khu vực tại Gaza cho các gia tộc địa phương sau khi Israel đánh bại Hamas. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các chuyên gia vẫn hoài nghi về tính khả thi của động thái này. Trong những tuần gần đây, vấn đề thiết lập vùng an toàn trong khu vực đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Thủ tướng Netanyahu cho biết hôm 1 tháng 7, Israel đang tiến tới giai đoạn cuối cùng của việc tiêu diệt đội quân Hamas. Một cựu quan chức Israel nói rằng các vùng an toàn nhân đạo là một phần của kế hoạch hậu chiến ba giai đoạn mà Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Cơ quan An ninh Israel đang thúc đẩy. Bên cạnh đó, một số cá nhân khác còn tiết lộ một kế hoạch đào tạo cựu nhân viên thuộc chính quyền Palestine ở Jordan và bờ Tây để đảm nhiệm trách nhiệm an ninh tại các khu vực không có Hamas. Tờ báo cho biết, Giám đốc tình báo của Palestine Matt Farray đã xác định được hàng ngàn tân binh tiềm năng. Lực lượng này sẽ được huấn luyện dưới sự chỉ huy của Trung tướng Hoa Kỳ Michael Fenzen. Hơn 100 nạn nhân và người thân của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas nhắm vào Israel vừa để đơn kiện lên tòa án ở thủ đô Washington của Mỹ. Reuters ngày 2 tháng 7 đưa tin bị đơn trong trường hợp này là Iran, Syria và Triều Tiên, với cáo buộc các nước này hỗ trợ Hamas và yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 4 tỷ đô la Mỹ. Vụ kiện này do Liên đoàn chống phỉ báng đệ trình lên Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. Đây được xem là vụ kiện lớn nhất chống lại các nước liên quan đến một vụ tấn công, cũng là vụ kiện đầu tiên được một tổ chức Do Thái hậu thuẫn. Đơn kiện của các nạn nhân cáo buộc ba nước cung cấp hỗ trợ tài chính, quân sự và chiến thuật cho Hamas. Theo thống kê của Israel, hơn 1.200 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và 250 người khác bị bắt làm con tin. Các nguyên đơn trong vụ án bao gồm các công dân Hoa Kỳ bị thương và người thân của những nạn nhân thiệt mạng. Giám đốc điều hành Liên đoàn chống phỉ báng ông Jonathan Greenblatt cho biết, Iran là quốc gia tài trợ hàng đầu thế giới cho chủ nghĩa bà Do Thái. Cùng với Syria và Triều Tiên, họ phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong cuộc tấn công chống Do Thái lớn nhất kể từ sau vụ thảm sát Holocaust. Thông thường, các quốc gia bị buộc tội cực đoan sẽ bỏ qua các vụ kiện ở Hoa Kỳ và không tôn trọng các phán quyết chống lại họ ở tòa án. Nếu các bị đơn phải chịu trách nhiệm pháp lý, các nguyên đơn hy vọng sẽ khai thác được quỹ khắc phục hoạt động cực đoan do Mỹ tài trợ. Quỹ này được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 2015 để bồi thường cho những cá nhân giành được phán quyết chống lại các nhà tài trợ cho hoạt động cực đoan. Mặc dù vậy, hiện nay quỹ này đã cạn kiệt, khiến một số thành viên Quốc hội phải đưa ra luật vào tháng 5 nhằm tăng cường tài trợ và đảm bảo thanh toán hàng năm cho các nạn nhân. Trong vụ kiện lần này, các nguyên đơn đòi ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại và 3 tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường trừng phạt. Với nguyên đơn Nahaneta, cô có mẹ là công dân Mỹ, Adrian Neta, bị thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Cô cho biết, mặc dù không gì có thể xóa bỏ được nỗi đau không thể chịu đựng được mà Hamas đã gây ra cho gia đình chúng tôi hoặc những mất mát tàn khốc mà chúng tôi phải gánh chịu, nhưng chúng tôi hy vọng vụ án này sẽ mang lại cảm giác công lý nào đó. Vùng Đông Bắc Á tiếp tục căng thẳng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã chuyển sang sử dụng hệ thống vệ tinh Nga để phát sóng truyền hình thay vì sử dụng vệ tinh của Trung Quốc. Cụ thể, một nhà cung cấp dịch vụ đĩa vệ tinh của Hàn Quốc nói với Reuters rằng tín hiệu từ đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã được phát đi bởi vệ tinh Express 103 của Nga từ 29 tháng 6, thay vì sử dụng vệ tinh Chinasat 12 của Trung Quốc. Hành động này đã khiến cho việc giám sát các chương trình truyền hình của Triều Tiên trở thành thách thức mới với chính quyền Seoul. Việc thay đổi vệ tinh diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào tháng 6. Theo đó, ông đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ký một hiệp ước nhằm tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả cam kết phòng thủ chung. Lâu nay, Hàn Quốc vẫn theo dõi các kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên để biết nguồn thông tin hạn chế từ bên trong quốc gia ẩn dật này. Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã ngừng sử dụng vệ tinh hiện có của Trung Quốc và bắt đầu truyền các chương trình qua vệ tinh của Nga. Do đó, việc tiếp nhận các vệ tinh phát sóng đang bị hạn chế ở một số khu vực của Hàn Quốc. Kể từ ngày 1 tháng 7, Reuters cũng không thể nhận được tín hiệu phát sóng từ các kênh truyền hình của Triều Tiên. Trang tin Korea Times đưa tin, theo một nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 30 tháng 6, những quả bóng bay chứa đầy rác do Triều Tiên gửi tới miền Nam đã gây thiệt hại tài sản gần 27 triệu won, tương đương khoảng 19.000 đô la Mỹ ở Seoul và tỉnh lân cận. Nghị sĩ Giang Bu-nam của đảng Dân Chủ đối lập chính tiết lộ số liệu từ chính quyền thủ đô Seoul và văn phòng của tỉnh Gyeonggi cho biết rằng tổng số thiệt hại do bóng bay rác Triều Tiên gây ra là khoảng 26,78 triệu won từ ngày 28 tháng 5 đến 12 tháng 6, trong đó khoảng 20 triệu won được báo cáo tại Seoul và 6,6 triệu won tại tỉnh Gyeonggi. Kể từ ngày 28 tháng 5, quốc gia kín kẻ này đã thả hàng nghìn quả bóng bay về phía Hàn Quốc để đáp lại những truyền đơn chống Bình Nhưỡng do những người đào thoát và các nhà hoạt động Triều Tiên ở miền Nam gửi đến. Quân đội Hàn Quốc cho biết hầu hết các quả bóng bay được thu hồi đều chứa giấy vụn và chất thải, cho đến nay chưa có trường hợp chứa vật liệu nguy hiểm nào. Sự cố đáng kể nhất xảy ra vào ngày 29 tháng 5 tại một trung tâm logistics ở quận Jeondeungpo của Seoul, nơi một quả bóng bay rơi trúng một chiếc ô tô đang đổ gây thiệt hại khoảng 1,6 triệu won. Một vụ việc khác cũng đã vừa xảy ra vào ngày 2 tháng 6 ở thủ đô Seoul. Một quả bóng bay rơi xuống một chiếc xe ô tô đang đậu, làm hư hỏng cửa sổ và mui xe phía trước hành khách với thiệt hại ước tính từ 1 tới 2 triệu won. Cùng ngày tại Bucheon, tỉnh Gyeonggi, 3 quả bóng bay rơi xuống một khu dân cư, làm hư hỏng mái và trần nhà, gây thiệt hại 4,1 triệu won. Ngoài ra, một quả bóng bay được trang bị thiết bị kích nổ hẹn giờ đã hạ xuống cùng thành phố, gây cháy một ô tô và gây thiệt hại 1,21 triệu won cho bánh trước và ghế lái. Hiện không có cơ sở pháp lý nào để bồi thường cho thiệt hại do bóng bay Triều Tiên gây ra. Điều này đã dẫn đến những nỗ lực lập pháp để giải quyết tình hình. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc gần đây cũng đã công bố kế hoạch sử dụng quỹ dự phòng để hỗ trợ thiệt hại ước tính được báo cáo bởi Seoul và tỉnh Gyeonggi. Nghị sĩ Giang Bu-nam nói, vì bóng bay từ Triều Tiên đã tiếp tục gây hại trực tiếp và gián tiếp cho công dân của chúng ta, chính phủ và các chính trị gia nên nhanh chóng lập kế hoạch để bồi thường thiệt hại. Thưa quý vị, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quân đội Hàn Quốc hôm nay, ngày 2 tháng 7, đã bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của vụ phóng thử tên lửa mới nhất được Triều Tiên thông báo gần đây. Theo giới chức Seoul, vụ phóng thử này có thể là một lời nói dối nhằm đánh lạc hướng dư luận. Trước đó cùng ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật qua sông 11 đa 4.5 mới với tầm bắn tối đa 500 km và tối thiểu 90 km. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc lại ghi nhận 2 vụ phóng tên lửa với quỹ đạo bay khác biệt so với tuyên bố của Triều Tiên. Cụ thể, một quả tên lửa bay khoảng 600 km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên, trong khi quả kia chỉ bay được 120 km và có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ là vụ phóng thử thất bại. Đại tá Lee Sung-jun, người phát ngôn Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, Hàn Quốc đang tiến hành phân tích thông tin và nghi ngờ tuyên bố của Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa thành công là một hình thức đánh lạc hướng. Ông Lee cũng nhấn mạnh việc phóng thử tên lửa vào nội địa là điều hiếm gặp, củng cố thêm nghi ngờ về tính xác thực của thông tin từ phía Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố thử vũ khí của Triều Tiên. Tuần trước, Bình Nhưỡng thông báo đã thử nghiệm tên lửa mang nhiều đầu đạn thành công, nhưng JCS Hàn Quốc khẳng định vụ phóng thử này đã thất bại do tên lửa bất ngờ phát nổ. JCS sau đó đã công bố video ghi lại cảnh tên lửa Triều Tiên phát nổ trên không trung, cung cấp thêm bằng chứng cho những nghi ngờ từ phía Hàn Quốc. Nhằm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp qua khu vực Trung Mỹ, đặc biệt là qua vùng trũng Darien, tuyến đường nguy hiểm nối liền Colombia và Panama, Hoa Kỳ và Panama trong hôm nay, ngày 2 tháng 7, đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quan trọng liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Panama trong việc thực hiện tiến trình hồi hương nhanh chóng, an toàn và nhân đạo cho những người di cư không có cơ sở pháp lý để lưu trú tại Panama. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời bà Ariane Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nhấn mạnh việc đưa những người di cư hồi hương sẽ ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp trong khu vực và tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ, đồng thời triệt phá các đường dây buôn lậu phi pháp vốn lợi dụng sự yếu thế của những người di cư. Vùng trũng Darien với chiều dài lên tới 265 km là một khu rừng rậm rạp và đầm lầy, được xem là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Trong năm 2023, đã có hơn nửa triệu người liều mình băng qua khu vực này để đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã gửi lời chúc mừng đến ông João Mulino nhân dịp nhậm chức Tổng thống Panama. Ông Biden đã khẳng định mối quan hệ lâu đời và sâu sắc giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quản trị, tăng trưởng kinh tế toàn diện và giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp. Trong chiến dịch tranh cử, ông Mulino đã cam kết sẽ đóng cửa vùng trũng Darien nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đi qua khu vực này. Hơn 200 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học Phần Lan và quốc tế đã ký kết vào một đề xuất kêu gọi Ủy ban Nghị viện Phần Lan bác bỏ một dự luật trục xuất gây tranh cãi. Dự luật này được cho là phản ứng trước cáo buộc Nga sử dụng vấn đề di cư có mục đích. Hãng thông tấn Anadolu vào ngày 2 tháng 7 năm 2024 đưa tin, các nhà nghiên cứu cho rằng chính phủ Phần Lan chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy việc gia tăng số lượng người xin tị nạn sẽ đe dọa an ninh đất nước. Dự luật, nếu được thông qua, sẽ trao quyền cho chính quyền Phần Lan từ chối tiếp nhận đơn xin tị nạn trong một số trường hợp nhất định. Mục đích của luật là ngăn chặn việc Nga cố tình đưa những người xin tị nạn đến các trạm kiểm soát biên giới của Phần Lan. Kiến nghị của các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, số lượng người xin tị nạn tại Phần Lan trong năm ngoái vẫn nằm trong mức bình thường. Nhiều ý kiến phản đối dự luật trục xuất cho rằng việc ban hành luật này sẽ vi phạm hiến pháp Phần Lan và nhiều hiệp ước quốc tế mà nước này đã ký kết. Dự luật đã vấp phải nhiều lời chỉ trích từ các tổ chức, bao gồm Ủy viên Nhân quyền Hội đồng châu Âu Michael O'Flaherty. Ông O'Flaherty bày tỏ lo ngại về những vấn đề nhân quyền mà dự luật có thể gây ra và kêu gọi Phần Lan bác bỏ. Ủy ban Hành chính Quốc hội Phần Lan dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về dự luật này vào ngày 2 tháng 7 năm 2024. Để chính thức trở thành luật, dự luật này cần được 2/3 số phiếu ủng hộ tại Quốc hội, đồng nghĩa với việc chính phủ cũng cần có sự đồng thuận từ các đảng đối lập. Hãng tin Anadolu vào ngày 2 tháng 7 cũng cho biết cảnh sát Serbia đã bắt giữ một người đàn ông mang theo ba lô chứa nỏ cùng nhiều hung khí, đột nhập vào trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Belgrade. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Serbia, ông Ivica Dasic, người đàn ông 56 tuổi này đã phớt lờ lệnh dừng của cảnh sát và nhanh chóng rút khỏi khuôn viên trụ sở. Ông Dasic cho biết, cảnh sát đã phát hiện người này mang theo một nỏ với 7 mũi tên cùng một số hung khí và chất nổ trong ba lô. Bộ trưởng Dasic nói thêm, người đàn ông không có tên trong danh sách những kẻ cực đoan. Chúng tôi đang điều tra động cơ của hành động này và kiểm tra căn hộ của anh ta. Công tố viên sẽ yêu cầu kiểm tra y tế và đưa ra quyết định cho các thủ tục tiếp theo. Lực lượng an ninh Serbia đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ việc một người đàn ông ở Belgrade tấn công cảnh sát bằng nỏ vào ngày 29 tháng 6 trước Đại sứ quán Israel. Theo quy định mới của luật gián điệp, Trung Quốc chính thức có quyền kiểm tra điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác của người dân, làm dấy lên lo ngại đối với những người nước ngoài sinh sống hoặc du lịch đến quốc gia này. Nikkei Asia cho biết, luật gián điệp mới mở rộng phạm vi thông tin được bảo vệ sang bất kỳ nội dung nào liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia. Theo đó, giới chức an ninh Trung Quốc có thể kiểm tra hành lý và thiết bị điện tử của bất kỳ người dân nào nếu bị nghi ngờ gián điệp mà không cần có lệnh. Quy trình kiểm tra được thực hiện khá đơn giản. Nhân viên chức năng chỉ cần xuất trình thẻ cảnh sát hoặc giấy tờ tùy thân để kiểm tra điện thoại và máy tính cá nhân của người dân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là hành động vi phạm quyền riêng tư và có thể gây khó khăn cho du khách khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ An ninh Trung Quốc đã phủ nhận việc tất cả hành khách đến Trung Quốc đều phải kiểm tra điện thoại thông minh. Luật chống gián điệp mới cũng quy định khen thưởng cho những công dân tích cực tham gia hoạt động chống gián điệp. Mức thưởng tối thiểu rơi vào khoảng 15 triệu đồng sẽ được trao cho những đóng góp đặc biệt quan trọng. Bên cạnh tăng cường kiểm tra thiết bị điện tử, Trung Quốc cũng đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh quốc gia thông qua các cuộc họp, kêu gọi người dân tích cực báo cáo về những hoạt động gián điệp. Đồng thời, Bộ An ninh Nhà nước cũng tổ chức các buổi thuyết trình về an ninh quốc gia cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro an ninh từ công nghệ tiên tiến, điển hình là trí tuệ nhân tạo. Ít nhất 40 hành khách đã bị thương sau khi một chuyến bay của hãng Air Europa từ Tây Ban Nha đến Uruguay gặp nhiễu động mạnh, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Brazil. Các quan chức cho biết, sáng sớm ngày 1 tháng 7, máy bay Boeing 787-9 Dreamliner số hiệu US-045 của Air Europa đã gặp nhiễu động mạnh khi đang trên đường từ Tây Ban Nha đến sân bay quốc tế Carrasco, Uruguay. Theo hãng hàng không, để đảm bảo an toàn cho hành khách, chuyến bay sau đó đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Neto ở Brazil. Tờ Sky News dẫn nguồn tin cho biết 30 hành khách được chăm sóc y tế ngay tại sân bay, trong khi 10 người khác phải chuyển đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Hãng Air Europa thông tin thêm có 7 người bị thương ở các mức độ khác nhau, một số hành khách khác may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Hình ảnh trong khoang máy bay cho thấy đồ đạc và vật dụng vương vãi khắp nơi, trần máy bay bị bung toạc. Một người đàn ông mắc kẹt sau khi bị hất tung lên khoang hành lý, khiến các hành khách trên chuyến bay nháo nhào. Theo thông tin mới nhất, hiện tại Air Europa đã điều máy bay mới từ Madrid đến Neto vào chiều cùng ngày để tiếp tục đưa các hành khách đến Uruguay. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình phát sóng tiếp theo.